vui được gặp quý vị và các bạn trong chương trình Bí quyết khỏe và đẹp. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến Viên uống Hoa Thiên đã tài trợ cho chương trình này. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ được gặp gỡ với một nữ diễn viên nổi tiếng và xinh đẹp. Chị đã từng tham gia vào rất nhiều các bộ phim trong giờ vàng. Và ngay bây giờ, mời quý vị hãy cùng Ngọc Trang gặp gỡ với nữ diễn viên Diệu Hương. Xin kính chào quý vị khán giả truyền hình, xin kính chào MC Ngọc Trang. Chị Diệu Hương này, Ngọc Trang cũng đã từng xem các bộ phim chị tham gia như là Luật Đời, Cầu Vồng Tình Yêu và gần đây nhất là bộ phim Bánh Đúc Có Xương. Có thể nói là vai diễn nào của chị cũng để lại ấn tượng cho người xem. Là những cái vai chị tham gia hầu như là những cái vai rất là ngang trái và éo le. Phải chăng đây là một cái lợi thế và nhiều đất diễn cho chị? Đúng là Hương cũng đã từng nói là hình như là chưa có vai diễn nào của Hương mà không tốn nước mắt cả. Và cũng may mắn là những cái sự lao động của mình tốn nước mắt nhưng cũng lấy được nước mắt từ khán giả. Tức là giữa người làm phim và khán giả thì có một cái sự đồng cảm. Và đó cũng là một cái sự an ủi cũng như là cái khích lệ với những người làm truyền hình như mình. Rất nhiều bộ phim đã đi qua và cũng những cái số phận được mình tải trên mình để đưa đến khán giả. Thì cũng may mắn là khi sự trở lại của mình với Bánh Đúc Có Xương thì đã được khán giả đón nhận với vai diễn Bảo Khánh. Thì qua đây thì một lần nữa cũng xin được cảm ơn quý vị khán giả đã yêu thương Diệu Hương và dành tình cảm cho Bánh Đúc Có Xương cũng như là vai diễn Bảo Khánh, vai diễn mới nhất của Diệu Hương. Ngọc Trang thì thích xem nhất là vai diễn Bảo Khánh trong phim Bánh Đúc Có Xương. Chị có thể chia sẻ với khán giả cũng như là Trang một số cái kỷ niệm vui của chị khi thực hiện bộ phim này. Đã là kỷ niệm thì hình như mọi thứ nó đều trở nên đẹp và nó chỉ có niềm vui thôi. Với những quá trình làm phim thì bộ phim được quay vào mùa thu, mùa đẹp nhất của Hà Nội. Thì nguyên chỉ như thế thôi thì mình cũng đã biết rằng là nó lấy được rất là nhiều cảm xúc cho quá trình mình quay. Và Hương Diệu Hương muốn kể cho quý vị là cái hạnh phúc làm nghề, khi vừa rồi với Hương cũng có những cái chuyến du lịch dài ngày và thấy được rằng là bà con ở khắp nơi đã đặt cho mình một cái tên mới. Nếu như ngày xưa gọi mình là Tiểu Linh, một thời gian sau gọi là Diễm Lệ hay gọi mình là Trang Con Đường Hạnh Phúc thì bây giờ lại gọi là Bảo Khánh. Có những người, có những bà cụ ở một góc chợ nào đó là Bảo Khánh ơi, cho bác nhận con là con, hôm nay mới được gặp ở tiết tận Sapa. Rồi là các bác cựu chiến binh thì cũng bảo là gặp chú Đậu và bảo cho bà Thơm chú Đậu một cái nhá, bà Thơm để cảm ơn con. Đấy là một cái hạnh phúc vô giá của người làm nghề và Hương cũng may mắn là có được. Chắc là chị Diệu Hương cũng biết rằng là khi chị em chúng mình khi bước sang tuổi 30 thì sẽ có rất là nhiều thay đổi về tinh thần cũng như là sức khỏe. Có thể là do nội tiết tố của chúng ta suy giảm. Vậy bản thân chị có cảm nhận được điều đó trong cơ thể của mình hay không? Cái sự thay đổi ở tuổi 30 thì mọi người cũng thấy nó rất là rõ rệt. Cái ngưỡng 30 tuổi tại sao mà người ta cứ nhắc đi nhắc lại như thế? Bởi vì nó đánh dấu một sự thay đổi, sự suy giảm nội tiết tố của người phụ nữ. Hương đang trải qua và Hương thấy là nó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hiện tại của mình. Làn da mình không còn đủ tươi sáng nữa, bắt đầu nó trùng xuống, nó có những cái nếp nhăn, nó không thể rạng rỡ được như trước. Và bên cạnh đó là những cái nhu cầu sinh lý về của người phụ nữ thì nó cũng suy giảm. Cái điều đấy nó ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc gia đình. Chính vì thế mà mình cần có những cái sản phẩm hỗ trợ mình để có thể là tránh đi được cái nguy cơ suy giảm nội tiết tố và làm cho mình có thể tự tin được trở lại. Đúng là chị em phụ nữ chúng ta khi đã có gia đình, đặc biệt là sinh một em bé thì suy giảm tất cả mọi thứ về tinh thần, sức khỏe và làn da nữa. Vậy không biết là bí quyết nào đã giúp cho chị Hương lúc nào cũng tươi trẻ và rạng người như thế này? Thực ra thì ai cũng biết là với phụ nữ mình muốn duy trì vẻ đẹp và sức trẻ thì đều cần phải có một chế độ ăn uống tập luyện nữa. Như anh cũng nói ngay từ đầu là mình biết lựa chọn các thực phẩm để nó cân đối và từ nguồn thực phẩm đưa vào cơ thể mình đã phải lựa chọn rồi. Ví dụ như là cung cấp cho mình vitamin E, vitamin C, rồi các chế độ như là mình chăm sóc da mặt của mình, đắp mặt nạ dưa chuột, cà chua thôi. Những cái thói quen hết rất là thường ngày, hết rất là đơn giản. Tập luyện thể dục ngày 30 phút, những cái môn mà mình có thể làm được. Nhưng cái việc đó thì nếu như mình nghĩ đến thì mình hơi ngại. Thế nhưng nếu mình làm hàng ngày thì nó cũng trở thành một thứ rất là bình thường, nó thói quen. Là mình đều biết là chế độ này rất tốt cho chị em phụ nữ ở tuổi này chẳng hạn. Nhưng mà Hương thì kỹ tính, không thể nào mà muốn ở ngoài, muốn là không yên tâm nên là phải tự tay mình làm. Và cái công việc mà làm thì nó rất là mất thời gian, không phải lúc nào mình có thời gian thì mình làm được. Vậy thì làm thế nào để cho mình có thể 3 trong 1 mình kết hợp được là mình thì câu hỏi đặt ra là phải tìm một cái giải pháp nào đó, một cái sản phẩm nào đó có thể giải quyết cho mình những cái nỗi lo về làn da, những nỗi lo về suy giảm nội tiết tố nữ, những cái nỗi lo về tuổi 30 đang đến gần. Thế vậy thì Viên uống Hoa Thiên là một trong những lựa chọn của mình. Không hiểu tại sao chị lại lựa chọn Viên uống Hoa Thiên để bảo vệ và tăng cái nội tiết tố cho mình vậy? Hương khá kỹ tính.
trong những cái sinh hoạt hàng ngày đã đành, nhất là khi mình lựa chọn một cái sản phẩm nào để mình uống hàng ngày thì đó là một sự lựa chọn, nó mất cả một quá trình. Sau khi mà mình trong giới này thì luôn luôn là anh chị em truyền tay nhau về những cái sản phẩm đặc biệt là làm đẹp. Mình nghe đã là một chuyện rồi nhưng mình còn phải tìm hiểu nữa. Thì cái viên uống hoa tiên này thì thành phần có omega này, rồi là có collagen này, rồi có dầu gốc này, rồi tinh dầu mộc đậu nành này, thì những cái đấy là mình đều hiểu là nó có tác dụng trực tiếp lên làn da của mình để tăng cường nội tiết tố cho người phụ nữ. Và uống và mình phải lắng nghe cơ thể, và Hương uống hàng ngày và thấy là đúng là nó có cái sự chuyển mình, nó có cả một cái quá trình như thế, mình cần phải kiên trì và mình tự tin lên hàng ngày. Chắc hẳn là chị cũng phải tìm hiểu qua rất là nhiều nguồn thông tin để có thể lựa chọn được một sản phẩm tốt cho sức khỏe của mình mà lại không mất thời gian. Vậy chị thấy những cái ưu điểm vượt trội của cái sản phẩm viên uống hoa thiên này đã đem lại cho mình những điều gì? Sau một thời gian sử dụng viên uống hoa thiên thì chị Hương thấy là cái làn da của mình được cải thiện rõ ràng. Rõ ràng là mình trắng, làn da trắng sáng hơn, các nếp nhăn được cải thiện hơn, giấc ngủ của mình cũng sâu hơn, cho nên là đời sống sinh lý của mình nó cũng được cải thiện tốt hơn. Nếu Hương sử dụng sản phẩm này hàng ngày, nó không mất nhiều thời gian của mình và ngược lại nó lại mang lại cho mình cái sự tự tin nhất định. Tại sao mình không sử dụng? Với chị em phụ nữ sau độ tuổi 30, ai cũng mong muốn mình có được một gia đình viên mãn, tình cảm vợ chồng bền chặt, được sở hữu một làn da mịn màng và cơ thể khỏe mạnh. Vậy nhưng ước muốn này đôi khi có thể bị bỏ ngỏ bởi quá trình suy giảm nội tiết tố estrogen. Theo quy luật tất yếu ở phụ nữ lứa tuổi này, estrogen là nội tiết tố nữ được sản sinh ra từ buồng trứng, là nhân tố quyết định đặc trưng của phái nữ, giúp người phụ nữ có một cơ thể mềm mại, giữ nước trong cơ thể và mỡ dưới da. Khi bước qua ngưỡng cửa tuổi 30, hàm lượng nội tiết tố estrogen bắt đầu suy giảm dần, dẫn đến những biến đổi về tâm sinh lý, sức khỏe và hình thể của người phụ nữ. Trong đó có các dấu hiệu như suy giảm sinh lý, mất ngủ, ngủ không sâu giấc và da trở nên khô sạm, xỉn màu và bắt đầu hình thành những nếp nhăn. Thấu hiểu và chia sẻ những băn khoăn đó, công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú đã nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm viên uống Hoa Thiên. Viên uống Hoa Thiên có hàm lượng lớn tinh chất mầm đậu tương, một dược liệu quý giàu estrogen thực vật, giúp bổ sung và cân bằng nội tiết tố nữ rất hiệu quả và an toàn. Viên uống Hoa Thiên giúp giảm khô hạn, tăng cường sinh lý nữ, tăng ham muốn, làm đời sống vợ chồng luôn mặn nồng hạnh phúc. Hạnh phúc, sức khỏe và sắc đẹp, đó là mong muốn của mọi người phụ nữ, để mỗi người phụ nữ trở nên xuân sắc, rạng rỡ, quyến rũ và tận hưởng hạnh phúc một cách trọn vẹn. Một lần nữa cảm ơn cuộc trò chuyện rất thú vị, những chia sẻ về bí quyết khỏe và đẹp của chị Diệu Hương trong chương trình ngày hôm nay. Ngọc Trang xin chúc cho chị Diệu Hương luôn xinh đẹp, tỏa sáng và luôn hạnh phúc bên gia đình của mình. Xin là cảm ơn viên uống Hoa Thiên đã tài trợ cho chương trình này.